Xin chào quý khách hàng và các bạn đồng nghiệp nha. Thì hiện tại là phiên bản Isuzu All New D-Max 2021 đã về tới Việt Nam rồi. Và hôm nay đã có mặt chính thức mở bán tại Isuzu Lộc Phát tại Biên Hòa, Đồng Nai nha các bác. Thì phiên bản trước mắt các bác là phiên bản số tự động một cầu nha. Thì nó cũng gần giống như cái phiên bản cao cấp Fable Z của Isuzu mà hôm bữa Nam quay cho các bác coi. Thì hôm nay Nam sẽ đánh giá sơ một bộ về một vòng về chiếc xe này. Đây, đầu tiên là đập vào là một cái bộ lưới tản nhiệt khá là to bản nha các bác. Nhìn ngầu hơn này. Và mặt ga lăng là màu xám. Chữ Isuzu nhỏ gọn hơn. Dòng chữ nổi Isuzu mạng chrome nhỏ gọn hơn nhé. Lưới tản nhiệt bự hơn này. Tiếp đến là về phần đèn LED. Cái giải đèn LED sáng ban ngày cũng to bản hơn. Và mình đang sử dụng công nghệ là Binet Projector cho mang lại cái cường độ sáng mạnh mẽ hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn, đáp ứng tốt cho những cung đường tối và khoảng sáng nhìn khó nha các bác. Về thiết kế mới đây, về cái đèn sương mù và đèn đèn LED sinh nhan đó, thì nó cũng được trang bị ở phía dưới đây, tách biệt so với cụm đèn pha phía trên. Cái này thì giúp các bác đi lại quan si mà ngược đường sinh nhan buổi tối là dễ nhìn hơn, nó không bị chói bởi cái đèn pha của mình đây. Đấy, về phần cản trước này cũng được làm to bự hơn này. Tiếp đến là về phần bánh xe và phần mâm xe. Thì con này sử dụng là Duler nha các bác. Brinstone, Duler Brinstone. Đây, mâm đa chấu. Thông số của xe này là 255 65R17. Bán kính ở cái mâm này là 17. Và đằng trước này là sử dụng là thắng đĩa nha các bác. Có dòng chữ nổi Isuzu đây. Tiếp đến là phần đèn sinh nhan được màu sơn theo xe, và cái giải đèn LED sinh nhan này là kết hợp trên rồi, và nó làm dài nhỏ gọn hơn, mang lại cái tính thẩm mỹ cho xe. Vẫn giữ lại cái viên bản bệ bước chân như các bác, vì là cái này rất cần thiết khi mà lên xuống. Cái tay nắm cửa này cũng được mạ rôm này, chống bám vân tay. Và đặc biệt là cái tiếng đóng cửa với xe mình nó êm ái hơn này. Đó, nghe cái này là êm hơn, đầm hơn. Đây là phần đuôi xe. Đuôi xe đặc điểm nhấn đặc biệt của cái xe mình á, là cái bản sinh nhan này nó to bản hơn. Nhìn khá là thay đổi nhiều so với cái phiên bản trước. Gọi là phiên bản này bây giờ là all new rồi, thay đổi hoàn toàn từ trong ra ngoài và nội thất. Nó cũng sử dụng đèn halogen nha các bác, nhưng mà to bản hơn, vuông vắn hơn này. Đằng sau nếu mà phiên bản số tự động mình thì sẽ có chữ Brestic là hoàn hảo. Bên phía tay trái thì có chữ Isuzu D-Max. Tay nắm cửa mở sau cũng vậy nha các bác, cũng mạ chrome. Ở đây chìa khóa. Cái này nó làm thiết kế to bản hơn này. Đây, về phía lòng thùng. Con này thì trọng tải được 505 nha bác. Cái này mình đã lót sàn sẵn rồi, nên là các bác không cần phải lót nữa. Cái này tính ra cũng tiết kiệm khoảng tầm 20 triệu. Lót cái này thì tiết kiệm được 20 triệu. Đối với một số dòng xe khác thì phải tự lót, còn xe Isuzu mình đã trang bị sẵn rồi.
lòng thùng làm gợn sóng để cho thoát nước tốt hơn này. Đằng sau thì cũng có cái cụm đèn thắng to bản. Đây là phiên bản màu xanh. Nếu mà nhìn qua hình ảnh video thì có thể là không, màu xanh này sẽ không đẹp, nhưng mà nếu mà ra ngoài thì các bác nhìn ưng mắt lắm ạ. Phía sau xe của mình ấy, thì sử dụng là thắng đồm nha các bác, và có hệ thống nhíp giảm sốc. Đây, phía dưới này thì bánh sơ cua phía dưới đây. Xe này dẫn động cầu sau. Và cái khung gầm này là khung gầm rời, nên các bác cứ yên tâm, qua gờ dốc này thoải mái. Đây, phía trên có anten. Nhìn anten radar nhìn đẹp hơn, to bản hơn. Đây là phần động cơ xe. Đó, đây kia, đây nè, đóng rồi. Rồi, nó nóng. Máy nổ nãy giờ mà. Đây là phần động cơ 1.9 Blue Power. Thì cũng giống như cái dòng động cơ của đời 2019, 2020. Máy nổ rất êm, máy dầu nổ rất êm nhé các bác. Ở phía trên này có cách nhiệt này và cách âm luôn. Về phần nội thất trong xe này thay đổi rất là nhiều nha các bác. Đây Nam quay cho các bác coi. Đầu tiên là chúng ta sẽ coi về cái mở cửa tay đi. Chi tiết này là cũng là mạ này, mạ rôm này. Các đường viền nhìn rất là sắc sảo nha các bác. Và cái nút điều chỉnh gương và lòng gương là bên đây. Đó, điều chỉnh lòng gương đây, mình sẽ xoay theo cái núm này. Mình sẽ xoay như thế này. Đây. Đó thì cái gương này nó sẽ điều chỉnh như thế này. Về phần khóa cửa và mở cửa này cũng dọc theo tay để bệ tay này. Nhìn khá là đẹp nha các bác. Nhìn nó tròn trịa mà nó sang trọng lắm các bác. Về phần dưới đây thì có điều chỉnh góc sáng này. Đấy, chống trơn trượt này. Đây, phía dưới này thì mở capo và nắp dầu. Xe này là số tự động, thì chân chân ga và chân thắng đây. Đây chân thắng, đây chân ga nha. Với một cái sự khác biệt hoàn toàn mới ở cái bản All-New D-Max này 2021 này về cái vô năng này. Vô năng nhìn hình tam giác ba chấu. Cái này cũng bọc mà ra hết nha các bác. Nhìn khá là xịn sò. Trên phần điều khiển bên đây thì có tăng giảm âm lượng. Vậy đặc biệt là có thêm cái đọc lệnh bằng giọng nói nữa. Còn về phần bên đây thì điều chỉnh những cái thông số kỹ thuật trên xe. Và màn hình là cũng màn hình điện tử nhé. Đặc biệt là Nam, khi mà Nam ngồi trên cái chiếc xe này á, thì vừa mới mở chiếc điện lên thôi là đã có cái gió ở những cửa gió này thổi ra rồi. Khá là mát. Đây, để Nam đề máy lên. Đó, thì đề máy lên thì trong xe rất là êm ái, cách âm tốt. Và phần động cơ này cũng là 1.9 Blower thôi, nhưng mà nghe nó có vẻ lực lưỡng hơn và hầm hố hơn. Đây, về phía phần màn hình. Màn hình này là trang bị 7 inch, kết nối DVD, Apple CarPlay và Android Auto, đầy đủ hết nha bác. Cái màn hình này thì nếu mà các bác mà sau này có độ thì độ cái màn hình 9 inch thì nhìn nó xịn sò hơn nha. Đây, về phần điều hướng gió ra này. Cái này thì chỉnh tay nha bác, điều hòa này chỉnh tay. Cũng thay đổi này. Về cần số của số tự động cũng thay đổi này. Đó. B này, R, N, D là có cái bóp lẫy bóp đây. Này là khóa bi sai. Đây, tay cầm. Nhìn nó cũng nhỏ gọn hơn, chắc chắn hơn. Đây mà hộp đựng đồ.
Xe mình thì trang bị ghế nỉ thôi các bác, nhưng mà nỉ này thì nó cao cấp, nó ôm sát vào cái thân xe hơn. Đằng sau hàng ghế thứ hai này thì gập 40-60 mà hình trần này. Đây có đèn điện ở chỗ này nữa, ở trên này cũng có này nha các bác. Và có một cái đặc biệt là khi mà các bác bước lên này, có cái tay cầm dọc theo cái khung xe này, rất tiện nha. Cái này điểm này là rất là an toàn nhé. Một số cái chi tiết cũng mà giá màu xám xi này, nhìn sang trọng và sắc nét hơn. Hệ thống loa giải trí này là gồm 4 loa nha, mang lại cái âm trầm tốt hơn. Ở phía trên này thì nút này nút khẩn cấp này, các bác nghe gì không? Tích tắc tích tắc. Nghe nó cũng trải nghiệm nó cũng khác hơn so với phiên bản cũ đúng không ạ? Đây. Rất xịn sò nha. Bấm cái này lên này. Rồi. Đây phần gương phản chiếu sau. Kết ưng ý nhất là cái bộ vô lăng này các bác ạ. Nhìn khá là đẹp mắt. Giờ là mấy cái hộp đồ này bây giờ là mình ấn này, chứ không ấn là nó ra hết rồi. Đó, nâng cấp luôn. Khám phá đi. Được cái nào nó mở điện, điện cái nào gió đấy nó phá. Cái vô lăng đi, như cái vô lăng này nó nhẹ hơn đúng không? Đấy, nó nhẹ hơn này. Thì trên đây là toàn bộ những cái đánh giá chia sẻ sơ bộ về xe Isuzu D-Max phiên bản 2021. Thì bác nào mà có nhu cầu cần mua xe thì liên hệ với Nam qua số điện thoại 0355 282528 để Nam được hỗ trợ các bác nhé. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi.